Rồi, xin chào anh em. Thì, sáng sớm anh em về được một con Amly, đó là con Amly Đền Ông BMA880D. Thì đây là một trong những con Amly kim giải mã của Đền Ông cho chất lượng âm thanh cực kỳ tốt ha, và cực kỳ hay. Anh em nào đang chơi lo boss ha, đặc biệt là lo boss thì nó chuyên trị rồi, bỏ qua một bên luôn ha. Thì anh em chơi những lo đền Dayton, Dayton Onkyo mà tiếng bass nó không có ra nổi thì chúng ta chơi những con này thì nó đánh những con Dayton nó sẽ ra được nha. Ví dụ như những dòng Dayton 77 anh em ha, đánh rất là ok. Hoặc là Dayton 1000Z. Thì có một bác khách của em đã mua con 367, Samsung 367 đánh không có phê. Và khi bác đã đổi, em tư vấn qua đổi con này thì đã đánh rất là ok. Nên bác đã quyết định chọn con này. Đấy, cho nên đó là một cái giải pháp để cho anh em đang ghép loa mà không có ra được á, thì con này đánh rất là khỏe. Thì đối với 880D thì nó rất là quen thuộc với anh em rồi, em không phải quảng cáo và không phải giới thiệu sale nhiều về em nó. Thì hôm nay em chỉ quay ngoại hình và giới thiệu hàng về. Đó là một con Amly rất là đáng chơi trong cái thời buổi như thế này, thì nó có vừa tích hợp giải mã DAC và một con Amly nó đạt đầy đủ hội tụ những yếu tố cần thiết. Ví dụ như là về Amly thì có bass trap nè, có low note nè và có cả giải mã 18 bit ha. Đó, thì optical nó chạy được latch A luôn nha. Latch A là ở cái volume nhỏ thì nó sẽ tự động latch A, và lớn thì tự động chuyển qua latch B bình thường. Và em sẽ quay lại cái mặt mũi cho anh em xem ha. Con này thì rất là đẹp nha, đẹp trên 95%, đẹp cực kỳ. Mặt nhôm phay màu sơn đen, không có một vết lỗi lầm. Đấy, rất là đẹp. Rồi phần nắp lưng rất là đẹp. Rồi cái quan trọng là nội thất bên trong, nội thất bên trong còn sáng giới nha anh em, sáng giới luôn, rất là đẹp nha. Rất là đẹp, đẹp cực kỳ, không bụi bặm. Còn cái vết nhỏ xíu gì đây. Đây đó, rồi xong, còn lại là đẹp ken. Đấy, tới thời điểm này những con 880D mà đẹp như thế này quả là một cái mà để cho anh em đáng chơi ha. Thứ nhất nó đánh được nhiều loa, thứ hai nữa là nó có giải mã, thứ ba thì em này cũng là một cái con có công sức cũng khá để đánh được rất là nhiều loa đấy. Và hôm nay cái clip này không phải là clip để em test âm, vì nó đã quen rồi, em chỉ giới thiệu hàng và quay cái ngoại hình cho anh em coi sơ bộ trước ha. Đó, anh em nào yêu thì cứ liên hệ về cho em qua số điện thoại 0343612345 và giá vẫn là không đổi nha, 13 triệu bao ship toàn quốc cho anh em. Đấy, đánh được hai cặp loa A B. Đấy, A thì sẽ đánh on up, còn B sẽ đánh direct trực tiếp ra, không cần tắt mở anh em. Cái dòng này nó sẽ như vậy ha. Đối với 780D nó rẻ, giá như bây giờ 780D nó cũng 9 triệu trên 9 triệu một con rồi, tại vì nó nhưng mà nó không có cũng optical. Riêng 880D nó còn optical tích hợp thì nó rất là được anh em mua máy hơn. Và con này anh em có thể kết hợp thêm một cái van, chúng ta có thể hát hò karaoke vô tư nha, thoải mái. Không phải lo nghĩ nha. Đấy, nó là như vậy. Nó là dòng sản phẩm trung bình nha anh em. Con này thì cực kỳ đẹp rồi. Nè, những viên giá cám ngọt rất là đẹp nha, rất là đẹp. Rồi, và anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ cho em ha, qua số điện thoại 0343612345, em ship hàng toàn quốc nha. Giá là 13 triệu bao ship toàn quốc cho anh em. Anh em nào chuyển đủ em sẽ bao ship, và ship còn em sẽ không bao nha. Phụ kiện kèm theo gồm có một cọng dây quang, một cọng dây quang nha anh em, một cọng dây quang. Rồi, tới đây em xin kết thúc. Thì anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ cho em, và anh em nhớ đừng quên đăng ký kênh để
nhận được clip mới nhất và những sản phẩm mới nhất khi gặp ở bên shop em. Thì nó cũng còn khoảng 250 shop nữa thì đã đạt được 10.000. Thì với 10.000 em sẽ làm một cái sale up tổng thể cho những sản phẩm tại shop ha. Anh em hãy nhanh tay đăng ký và nhanh tay sở hữu cho mình những sản phẩm mà anh yêu thích. Tới đây em xin kết thúc và xin cảm ơn anh em rất nhiều.